mezclar en acá. Con vô phía trong đây đứng cho mát nè, đứng đó nắng. Đem ra cái dục hả? Hả? Đem ra cái dục không? Ừ, đem ra cái dục. Đây. Vậy ơi, nhưng mà ở dưới đằng sau không? Ở dưới nào xích vô kìa con, xe không á? Sao? Ủa mà nó đi hết chưa? Ê kìa nó lăn lăn tăng lắm không? Ừ. Gì nó bơi ra đây nhanh dữ hả? Ờ nó bơi nhanh lắm mày ơi. Không, lại đây tức lại đây thì không. Kìa tao thấy nó lăn tăng tùm lum kìa. Không biết. Ờ. Phải không lẽ mới đây mới nhanh nhanh dữ hả? Ờ tôi lẽ dữ hả? Nãy mày đâu thấy lăn tăng phải không? Câu gì? Ủa chứ sao bữa mày nói người ta rào là không cho câu? Hả? Tao rào mấy cái lục bình chứ tao đâu nói rào là không cho câu đâu mày. À. Ủa thấy những lăng tăng quá trời. Tại vì tao thấy ở đây có ngay chùa nè. À. Trời hôm trước lục bình dữ lắm. Ừ. Kìa bên bên đó tao thấy cái gì lăng tăng dữ ta. Nhiều khi mấy con gió hả? Nó lên nó đớp móng á. À. Rồi ok, đi. Đây nhìn cái nước nó yên ngã quá ha. Đi mày. Trở lại. Nói mấy con cá này thường là nó ăn bùn. Ăn bùn hả? Ừ, nên là mày thả bùn cạn cạn ở trong đây nè, nó ăn ở trong đây nè, lớn lên nó mua bê ra ngoài, mày thả ngay giữa xong sao nó tụ nổi. Đứng đợi chút đây nè. Chị đi qua. Rồi cầm tay giục rác đi. Người hả? Ừ, chắc ngay chùa á. Ừ. Nếu là ta câu dọc dọc ở bên kia. Ừ. Không? Kìa, ông đi qua phía bên kia ông câu kìa. À. À. Ở đây ít ai câu lắm. Rồi đây ngồi chơi miếng đi. Ừ. Ủa vậy thả cá mà làm gì nữa? Hả? Thả cá xong về đúng không? Ừ. Đi ăn chứ. Đi ăn chứ quên. Thả cá đi ăn, xong lại về đúng không? Ừ. Đó mày nói lăn tăng quá trời phải không? Ừ. Hả? Thôi về ăn. Ok, vậy đi. Ủa chùa này là chùa người Hoa hả mày? Tao thấy tiếng Hoa không à? Tên gì? Đợi tao có biết đâu. Đi. Ủa gì đang diễn ra? Ở nhà lại. Ai lấy đi vậy? Xe.
nhìn đã. Ok, chào tạm biệt, các bạn nha. Bye bye. Hát nước hả?